Kính chào quý vị đến với chương trình Lẽ Thật và Sự Sống. Chương trình Lẽ Thật và Sự Sống đem lời của Thiên Chúa đến với quý vị để cuộc đời của quý vị được hạnh phúc bình an hơn trong Chúa. Hôm nay tôi tiếp tục một loạt bài giảng mới về sách Xuất Hành, là một cái sách nói về sự quyền năng của Chúa dẫn dắt lập nên một quốc gia người Do Thái ngày xưa rất là vĩ đại trong quyền năng của Chúa. Và khi mà chúng ta nhìn lại lịch sử quá khứ, chúng ta sẽ học được những bài học rất là quý giá cho cuộc đời của chúng ta, đặc biệt là cuộc sống tâm linh. Cũng như ngày hôm nay chúng ta muốn tạo dựng một sự nghiệp mới, muốn tạo dựng một gia đình mới, và hay là chúng ta muốn quốc gia chúng ta thay đổi, con người gia đình chúng ta thay đổi một cái cuộc sống mới tốt đẹp hơn, thì chúng ta học lại những trang kinh thánh ngàn đời xưa, đem lại cho chúng ta những bài học có hữu ích ngày hôm nay và cho những hướng đi cho ngày mai. Bài giảng hôm nay tôi sẽ nói về một phần nào về cái cách Đức Chúa Trời thành lập nước Do Thái, một chuyện rất là vĩ đại. Nếu quý vị nhìn lên màn ảnh, quý vị thấy màn ảnh này thì quý vị lập tức nhớ về cái quốc gia nào. Quốc gia nào mà có những hình ảnh rất là hùng hồn, rất là vĩ đại. Đó là cái quốc gia Ai Cập. Quốc gia Ai Cập có một nền văn minh rất là lâu, rất là xa vời. Nếu như tôi hỏi quý vị rằng người Ai Cập đã phát minh ra những cái phát minh nào mà 4-5 ngàn năm trước Chúa, 4-5 ngàn năm ngày trước mà ngày hôm nay chúng ta còn sử dụng. Để tôi chia sẻ quý vị 10 cái điều mà rất là căn bản ngày hôm nay mà chúng ta dùng, mà người Ai Cập 4.000 năm, 5.000 năm trước Chúa họ đã lập nên, đã phát minh ra những điều này. Điều đầu tiên mà ngày hôm nay chúng ta dùng mỗi ngày, mỗi sáng quý vị thức dậy là kem đánh răng. Thì người Ai Cập đã phát minh ra kem đánh răng rất là nhiều ngàn năm về trước. Rồi chúng ta mỗi tối chúng ta khóa cửa chúng ta đi ngủ, người Ai Cập cũng phát minh ra cái lót để khóa cửa. Rồi gần đây thì chúng ta bắt đầu khoảng chừng 100-200 năm gần đây, đối với người Việt Nam của chúng ta thì 60-70 năm gần đây, chúng ta bắt đầu cắt tóc, tỉa râu cho râu chúng ta đẹp. Nhưng mà cái nghề cắt tóc, cạo râu này người Ai Cập đã có hàng ngàn năm về trước. Và ngày hôm nay những em thanh niên đi ra ngoài chơi bowling, lăn bóng thì người Ai Cập đã cũng phát minh ra cái này nhiều năm về trước. Và một trong những cái điều mà ngày hôm nay chúng ta dùng rất là nhiều là khi mà chúng ta ăn uống nước mắm nhiều quá, thịt thà, thức ăn đồ nhiều quá thì cái hơi thở của chúng ta nó không có được thơm cho lắm. Thì chúng ta thường mua xương gâm, mua những cái kẹo ăn vô cho nó thơm miệng. Điều này người Ai Cập cũng đã phát minh hàng ngàn năm trước Chúa. Rồi cái cài để con trâu đi cài họ cũng phát minh. Calendar là lịch. Ngày hôm nay chúng ta có lịch cũng do ảnh hưởng mà người Ai Cập đã phát minh ra lịch những năm huy hoàng của lịch sử người Ai Cập. Mấy trăm năm về đây thì chúng ta thấy cái nổi tiếng là người Trung Quốc, họ chế ra, họ làm ra giấy để chúng ta viết lên giấy. Nhưng mà thực sự vào khoảng 5-6 ngàn năm BC trước Chúa, người Ai Cập đã phát minh ra ngôn ngữ, đã phát minh ra giấy để viết ở bên trên. Và một điều thứ 10 là điều mà tôi chia sẻ người Ai Cập phát minh nữa là họ làm ra rượu. Ngày hôm nay chúng ta uống rượu, uống bia rất là nhiều. Người Ai Cập cũng phát minh ra những điều này. Cho nên chúng ta thấy một cái nước Ai Cập rất là quyền uy, rất là huy hoàng, ảnh hưởng cái nền văn minh của con người chúng ta ngày hôm nay. Mà từ trong cái quốc gia hùng mạnh này, Chúa làm một cái chuyện vĩ đại là Chúa lập nên một quốc gia người Do Thái. Quý vị biết rằng, lịch sử cho chúng ta biết rằng, người Ai Cập ngày xưa là một cái thời rất là huy hoàng. Họ phát minh ra nhiều thứ và họ cũng có rất là nhiều nô lệ. Một trong những nhóm nô lệ của họ là người Do Thái, từ con cháu ông Abraham bởi ông Joseph đi qua Ai Cập, rồi ở bên đó từ từ làm nô lệ bên cho người Ai Cập. Rồi trong những cái hoàn cảnh
khi mà chúng ta làm nô lệ cho một quốc gia hùng mạnh như vậy đó, rất khó mà đi ra, rất khó là được chúng ta được tự do. Nhưng mà một cái điều vĩ đại Đức Chúa Trời làm là Đức Chúa Trời dùng quyền năng của Ngài bày tỏ sự vĩ đại của Chúa để lập nên một cái quốc gia từ một cái nhóm nô lệ không biết gì hết. Đó là một cái chuyện rất là vĩ đại mà chúng ta thấy, mà tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ngày hôm nay. Trước khi tôi chia sẻ cho quý vị, tôi muốn cho quý vị xem một số màn ảnh mà ngày hôm nay chúng ta phát minh được. Đây là hình ảnh mà người Ai Cập đã làm ngày xưa, hình ảnh viết trên giấy. Rồi họ cũng phát minh ra chữ viết ngày xưa, cho nên họ làm rất là nhiều cái phát minh rất là hay mà ảnh hưởng chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ trở lại với Kinh Thánh để cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng sức mạnh gì, quyền năng gì để tạo lập nên một cái quốc gia người Do Thái. Kinh Thánh ghi lại rằng những cái vua mới của người Ai Cập lên thì họ không biết được Joseph là ai và dòng dõi của ông là ai, cho nên họ sợ người Do Thái hùng mạnh, cho nên họ mới bắt người Do Thái làm nô lệ cho họ. Thì cái làm nô lệ cho họ rất là cực nhọc. Sức Ai Cập tôi ký đồng 1 từ câu 7 tới câu 14 cho chúng ta thấy rằng người Ai Cập bèn đặt các kẻ làm đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phê-thôn, Rôm-xe dùng làm kho tàng cho vua Pharaoh. Rồi những người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào thì dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng ấy. Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt họ làm công nhọc nhằn, gây cho đời họ, đời dân ấy nên cay đắng và nỗi khổ sở, nhồi đất làm gạch, mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này do người Ai Cập bắt dân Israel làm rất là nhọc nhằn. Cho nên quý vị thấy rằng người Do Thái là người làm nô lệ rất là nhọc nhằn ở bên Ai Cập. Và cái chuyện vĩ đại là Chúa thương xót họ, Chúa kéo họ ra một cái xứ làm nô lệ để mà lập họ trở thành một cái quốc gia rất là hùng mạnh mà chúng ta nghe nói ngày hôm nay, một cái dân rất là thông minh và được nhiều ơn phước Chúa. Nhưng trải qua giai đoạn lịch sử, trong tương lai tôi sẽ nói thêm, họ mất đi cái ơn phước này. Nhưng mà ảnh hưởng của họ, của người Do Thái ngày hôm nay vẫn còn trên rất là nhiều ngành nghề trong cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Thì bên Ai Cập, như tôi đã nói rằng họ rất là hùng mạnh, họ phát minh ra những cái cuộc sống, những cái công việc trong cuộc sống rất là hay, rất là vĩ đại. Và họ có nhiều người nô lệ, đặc biệt là người Do Thái. Họ càng ép bức chừng nào thì Chúa lại ban phước cho người Do Thái càng mạnh chừng đó. Rồi tới một cái giai đoạn ứng định trước của Đức Chúa Trời thì Chúa bắt đầu giải cứu người Ai Cập. Nhưng mà người Ai Cập vẫn không muốn cho người Do Thái đi tự do để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa mới để những cái tai nạn xuống người Ai Cập, cuối cùng họ cho Chúa ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng một cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị rằng Chúa giải cứu người Do Thái theo cái chương trình của Chúa. Cũng như ngày hôm nay Chúa có chương trình cho mỗi chúng ta, quý vị và tôi. Chúa có một cái chương trình, và cái chương trình này chúng ta bước đi đòi hỏi sự đức tin và sự vâng lời. Ngày hôm nay chúng ta sống trong một cái thế giới rằng hãy cho tôi trước, hãy làm cho tôi trước, tôi thấy rồi tôi mới tin. Nhưng trong Chúa, quý vị tin trước rồi quý vị mới thấy được cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa đòi hỏi những người tin Chúa bước đi với Chúa, dâng lời Chúa, và chúng ta sẽ thấy được quyền năng của Chúa. Nên đó là điều rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúa giải cứu người Do Thái, một cái chuyện mà trong lịch sử nhân loại rất là hiếm có xảy ra, là từ một cái người nô lệ mà Chúa đem lập một cái quốc gia, đi ra khỏi một cái quốc gia Ai Cập vĩ đại, một cái quốc gia mà hùng mạnh trên thế giới trong thời bấy giờ. Cho nên chúng ta thấy rằng chuyện Đức Chúa Trời làm rất là vĩ đại, mà để Chúa bày tỏ cho nhân loại, cho con người chúng ta thấy rằng Chúa là đấng quyền quy cao quý mạnh nhất, để không những cứu người Do Thái, lập quốc gia người Do Thái để họ thờ phượng Chúa, mà bày tỏ cho người Ai Cập biết rằng Chúa là Chúa rất là vĩ đại. Tại ngày xưa người ta nghĩ rằng ông vua Ai Cập
là Chúa. Người ta nghĩ rằng ổng là lớn nhất, rồi có những cái thần thánh của ổng thờ là lớn nhất. Nhưng mà Chúa làm những chuyện này để chứng minh, để bày tỏ, để chỉ cho con người biết rằng Chúa là đấng vĩ đại nhất, con người cần phải trở lại Chúa. Chúa giải cứu người Do Thái để làm một cái quốc gia gương mẫu, chia sẻ cho nhân loại cái cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong những tuần kế tiếp tôi sẽ chia sẻ cái cách sống trong đường lối Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa luôn luôn yêu thương nhân loại, làm chuyện này chuyện kia để bày tỏ cho nhân loại biết rằng Chúa luôn luôn kêu nhân loại trở về với Chúa. Mà cái điều rất là khó trong cái chỗ này là khi mà Chúa cứu người Do Thái ra khỏi Ai Cập để họ được tự do thờ phượng Chúa, nhưng mà cái trên con đường đi vào vùng đất hứa mà Chúa hứa ban cho họ thì họ gặp những thử thách, họ gặp những chướng ngại vật. Thay vì họ lấy đức tin để mà tin Chúa tiếp tục đi tới thì họ ngã lòng. Họ muốn trở lại xứ Ai Cập, họ ước ao, họ mong muốn những gì mà Ai Cập cho họ. Họ làm nô lệ quen rồi, ai biểu đâu dạ đó quen rồi, làm gì quen rồi. Và có chuyện gì xảy ra, quân lính của Ai Cập bảo vệ họ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta quen cái cách sống, lớn lên ông bà cha mẹ dạy sao chúng ta sống vậy. Bây giờ Chúa muốn ban phước cho chúng ta hơn như thế nữa, nhưng mà đôi khi chúng ta sợ, chúng ta không muốn sống như Chúa ban cho chúng ta. Hay là chúng ta bị nghiện ngập bởi rượu, chè, bia, thuốc, hay là thuốc phiện, hay là những cái nghiện ngập về coi hình ảnh bậy bạ, hay là những cái nghiện ngập sai xấu trong xã hội này. Chúa muốn cứu chúng ta ra để cho chúng ta có cuộc sống đầy trọn ơn phước hơn. Đôi khi chúng ta đi ra rồi nhưng mà chúng ta, lòng của chúng ta vẫn ở trong đó. Cho nên trong Kinh Thánh, cái xứ Ai Cập là cái xứ mà tượng trưng cho hình ảnh của cái quyền lực tối tăm ma quỷ ảnh hưởng con người chúng ta. Tự tôn con người chúng ta lên và sống bởi cái uy hoàng của con người, nhưng mà không thấy được cái ơn phước sâu xa hơn mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Cho nên Chúa muốn cứu con người chúng ta, ban cho con người chúng ta tự do để sống trong cái ơn phước của Chúa. Nhưng mà con người chúng ta mặc dù đã đi ra rồi, nhưng chúng ta vẫn còn ao ước, nhớ mong lại, giống như người Do Thái ước ao những gì Ai Cập. Thì những ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi ra khỏi Ai Cập rồi, chúng ta ra khỏi, Chúa cứu chúng ta đi ra khỏi tự do rồi, nhưng mà lòng chúng ta vẫn còn nhớ lại Ai Cập, vẫn còn nhớ lại cái cuộc sống cũ. Cũng giống như trong Kinh Thánh, Chúa bày tỏ cho chúng ta một hình ảnh rất là dễ cho Chúa cứu chúng ta, con người Do Thái ra khỏi Ai Cập, nhưng mà rất là khó lấy Ai Cập ra khỏi người Do Thái. Người chúng ta hôm nay cũng vậy, rất là dễ để được cứu, tin Chúa được cứu, đi nhà thờ, nhưng mà rất là khó lấy cái cuộc sống tội lỗi, cái cuộc sống cũ ra khỏi con người của chúng ta. Cho nên rất là quan trọng trong cái này. Và họ ham muốn những cái nhu cầu hiện tại, nhưng mà họ không thấy được cái tương lai mà Chúa ban cho họ lúc mà họ được cứu. Khi mà họ được cứu rồi thì họ đi trong sa mạc, Chúa thử thách, không có nước uống, là Chúa, họ lại càng nhằn mất đức tin trong Chúa. Rồi họ ao ước ăn uống những cái thịt ở bên Ai Cập, mà họ quên là Chúa ban phước cho họ cái thức ăn rất là, bánh mana rất là tốt trong đồng vắng. Ngày hôm nay chúng vậy, Chúa cứu chúng ta, Chúa dạy chúng ta cái cách sống khỏe mạnh, ơn phước trong Chúa. Nhưng nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay không sống như vậy, vẫn sống tin Chúa, được Chúa cứu rồi, nhưng mà vẫn sống theo thế gian, cho chúng ta bệnh tật rất là nhiều. Cho nên những tuần trước tôi loạt bài giảng về sức khỏe, chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều người tin Chúa vẫn bệnh. Là tại vì chúng ta được cứu, chúng ta tin Chúa rồi, nhưng mà chúng ta chưa sống trong đường lối Chúa, chúng ta vẫn còn sống trong ở thế gian, cho nên chúng ta bệnh tật rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy được rằng người Do Thái đi ra khỏi Ai Cập rồi, nhưng mà họ mê thức ăn của Ai Cập. Hôm nay chúng ta được cứu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn ăn uống sống như thế gian, chúng ta vẫn còn rất là nhiều bệnh tật, rất là thận trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và khi mà họ ra khỏi Ai Cập rồi, họ vẫn còn ước ao những cái thần tượng ở bên Ai Cập. Tại từ xưa giờ họ làm nô lệ quen rồi, họ
làm nô lệ khoảng 400 năm trong xứ Ai Cập. Chúa của họ, họ cũng quên. Họ chỉ nhớ là cái truyền thống, cái niềm tin của người Ai Cập. Cho nên khi đi ra khỏi Ai Cập thì chuyện gì xảy ra lúc mà trong đồng quan? Khi Môi-se lên trên núi khoảng 40 ngày, thì người Do Thái đây không thấy Môi-se nữa, thì họ làm chuyện gì? Họ mới làm một cái con bò vàng, hình tượng con bò vàng, thần của Ai Cập, để mà dẫn dắt họ trở về Ai Cập. Cho nên rất là dễ cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta tin Chúa, chúng ta nói về Chúa, chúng ta chia sẻ đức tin về Chúa. Nhưng mà cuộc sống chúng ta vẫn còn thần tượng của thế gian. Chúng ta vẫn còn để tiền lên trên hết. Chúng ta vẫn còn để cái tôi của chúng ta lên trên Chúa. Chúng ta còn để cái ý riêng của chúng ta lên trên Chúa. Và những cái niềm tin của thế gian này là cái chuyện niềm tin và truyền thống của con người, thay vì lời dạy của Kinh Thánh. Ngày hôm nay rất là nhiều nhà thờ, rất là nhiều người tin Chúa, sống làm theo truyền thống của con người thay vì theo đường lối của Chúa, và làm những cái chuyện mà giống y như người Do Thái ngày xưa làm. Cho rất là hay ở cái chỗ Kinh Thánh, rất là hay ở cái chỗ là những gì người Do Thái trải qua, ngày hôm nay chúng ta là những người tin Chúa cũng gặp những thử thách, cũng gặp những cái chuyện xảy ra như vậy. Cho nên rất là quan trọng trong cuộc sống. Khi mà những người Do Thái ở bên Ai Cập, họ có được cái sự vững bền của Ai Cập bảo vệ họ, cái sự vững bền rất là lớn. Rồi khi đi ra trong đồng quan thì chuyện gì xảy ra? Họ không có thấy cái sự vững bền đó nữa. Toàn là đồng quan, toàn là núi. Ban ngày Chúa dắt họ bằng cái trụ mây, ban đêm bằng cái trụ lửa. Nhưng mà họ vẫn không tin được. Họ vẫn còn lầm bầm, họ vẫn còn than phiền chống Chúa. Cho nên con người ngày hôm nay đó, chúng ta đặt cái niềm tin, cái sự vững bền của chúng ta trong tiền bạc, trong vật chất, trong nhà cửa, trong những cái building mà chúng ta thấy được. Nhưng mà chúng ta cần đặt cái niềm tin của chúng ta trong Chúa. Chúng ta có Kinh Thánh Cựu Ước và có Kinh Thánh Tân Ước, có cả một cuốn Kinh Thánh là như trụ mây ban ngày, như trụ lửa ban đêm, nó dẫn dắt chúng ta. Thay vì chúng ta đặt niềm tin trên Kinh Thánh, con người chúng ta đặt ngày hôm nay đặt niềm tin trên tiền bạc, vật chất, của cải, sự giàu sang giống như của Ai Cập. Rất là nguy hiểm. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta mất hạnh phúc rất là nhiều. Nhiều gia đình tan vỡ, nhiều người buồn chán tự giận, nhiều người bỏ cuộc đời vào cờ bạc, rượu chè, những cái đam mê, hình ảnh bậy bạ. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta không đặt cái niềm tin của chúng ta, cuộc sống của chúng ta trên Chúa, thì con người của chúng ta sẽ đi vào cái thế giới hư không mà ma quỷ nó đang chờ cho chúng ta, mời chúng ta, mở cửa chúng ta, dẫn chúng ta đến những cái cửa này. Rất là quan trọng, quý vị cần cẩn thận. Và một cái điều mà chúng ta rất là thận trọng học từ người Do Thái nữa là họ quên rất là mau. Chúa làm 10 cái phép lạ vĩ đại trên Ai Cập để cứu họ ra khỏi Ai Cập. Một cái xiềng xích rất là vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Chúa chia biển đỏ ra để dẫn họ vào vùng đất hứa. Nhưng mà rồi mấy tháng sau, năm sau họ quên hết. Họ quên những cái chuyện vĩ đại mà Chúa làm cho cuộc đời của họ. Giống như chúng ta ngày hôm nay, Chúa ban cho chúng ta cơm ăn áo mặc mỗi ngày. Chúa ban cho chúng ta mưa nắng, Chúa ban cho chúng ta có cơ hội trong cuộc sống. Chúa ban cho chúng ta gia đình, vợ chồng, con cái. Nhưng mà chúng ta quên đi, rất là mau, rất là lẹ. Rồi chúng ta ham muốn thấy cỏ nhà người hàng xóm sao mà xanh quá, đẹp quá. Mà cỏ nhà chúng ta xấu quá, chúng ta ham muốn những gì của người hàng xóm. Chúng ta ham muốn những gì mà những người xung quanh mà chúng ta thấy khi chúng ta đi chợ, chúng ta thấy họ có xe đẹp, có vợ đẹp, có chồng đẹp, có con ngoan. Chúng ta không cảm ơn những gì Chúa ban chúng ta hiện tại, mà chúng ta ao ước những gì của những người xung quanh. Cho nên làm cái cuộc đời của chúng ta nó đi xuống chứ không đi lên được. Nó mất hạnh phúc chứ nó không hạnh phúc được. Giống như người Do Thái ngày xưa, vừa ra khỏi xứ Ai Cập rồi, họ quên đi những ơn phước mà Chúa ban cho họ. Họ chỉ thấy khó khăn, nhưng mà họ không thấy được cái ơn phước trước mặt mà Chúa ban cho họ. Và cuối cùng mà chúng ta thấy được, Chúa cứu, lịch sử nghiên cứu ngày hôm nay khoảng 2 triệu người Chúa cứu ra khỏi xứ Ai Cập. Nhưng mà vào vùng đất hứa thì chỉ có 2 người là Joshua và Caleb. 2 triệu người chứng kiến sự vĩ đại của Đức Chúa Trời
cứu họ ra khỏi nước Ai Cập là một đức vĩ đại mà tôi chia sẻ với quý vị trong lúc đầu. Mà đi vào được cái vùng đất thánh, vùng đất hứa chỉ có hai người thôi. Là một cái bài học rất quan trọng cho nhiều người tin Chúa của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta thấy rằng tin Chúa rất là nhiều, ngày hôm nay rất là nhiều. Đi nhà thờ, có những nhà thờ rất là đông, có những thờ rất là trung bình, có những thờ rất là ít. Nhưng mà ngày hôm nay xứ Mỹ là cái xứ tin Chúa, rất là nhiều người tin Chúa. Nhưng mà cẩn thận, khi vào được thiên đàng thì được bao nhiêu người vào thiên đàng? 2 triệu người, khoảng 2 triệu người Do Thái và người nước ngoài được Chúa cứu ra khỏi Ai Cập, Chúa ban sẽ tự do. Cuối cùng chỉ có 2 người đi vào vùng đất hứa. Là bài học rất là quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta tin Chúa như thế nào? Chúng ta bước đi với Chúa như thế nào để rồi chúng ta được vào nước Chúa? Quý vị biết rằng ngày xưa người Do Thái, ông Abraham ông tin Chúa nên dòng họ ông được cứu. Ngày hôm nay chúng ta cũng tin Chúa chúng ta được cứu, chứ không phải là chúng ta làm mà chúng ta được cứu. Nhưng mà sau khi chúng ta tin rồi, cái cuộc sống của chúng ta có bày tỏ cái niềm tin đó hay không thì đó là điều quan trọng. Người Do Thái họ được cứu rồi, họ được tự do rồi, nhưng mà cuộc sống họ không bày tỏ cái niềm tin đó, họ chết trong đồng quan. Ngày hôm nay chúng ta tự hào tin Chúa được cứu, tin Chúa được cứu, nhưng mà chúng ta không nhớ, không hiểu rằng chúng ta tin, đức tin chúng ta như thế nào để chúng ta được cứu vào nước của Chúa. Rất là quan trọng trong chỗ này quý vị. Cho nên người Do Thái họ chết trong đồng quan vì cái lòng của họ vẫn còn ước ao Ai Cập. Ngày hôm nay những người tin Chúa đi nhà thờ, cẩn thận coi chừng chết về tâm linh, không được vào sự nước của Chúa. Là vì lòng chúng ta đi nhà thờ nhưng mà lòng chúng ta vẫn còn ở thế gian. Lòng chúng ta vẫn còn ao ước sống những điều như thế gian sống. Thế gian ghen ghét hận thù hơn thua, chúng ta cũng ghen ghét hận thù thương thua. Thế gian làm chuyện bậy thờ hình tượng, không đi trong đường lối Chúa, chúng ta cũng thờ hình tượng ngày hôm nay bằng nhiều cách khác nhau. Thế gian không tôn thờ Chúa, coi Chúa là đấng cứu thế, là đấng tạo hóa. Chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có coi Chúa của chúng ta là đấng tạo hóa, là Chúa cứu thế hay là không? Rất là cẩn thận cho ngày hôm nay quý vị. Cho nên quý vị rất là cẩn thận khi mà chúng ta sống ngày hôm nay. Cho nên kết thúc bài giảng của tôi ngày hôm nay, cho chúng nhớ những chuyện trong Kinh Thánh là luôn luôn là một bài học cho chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng ngày hôm nay có nhiều nhà thờ chỉ tin Cựu Ước, có nhiều nhà thờ chỉ tin Tân Ước. Kinh Thánh là một, không có Cựu Ước, không có Tân Ước, do con người chúng ta lập nên. Kinh Thánh cũng không có câu, có đoạn, người ta viết hết ý, người ta chấm xuống hàng. Ngày hôm nay chúng ta chia câu, chia đoạn. Cho nên quý vị cần rất là thận trọng mà chúng ta sống bởi đức tin của chúng ta, mà bày tỏ qua cái cuộc sống tâm tinh kính của chúng ta, qua đức tin của chúng ta, qua lời của Chúa thì chúng ta mới vào được Chúa, vào nước được của Chúa. Cũng giống như người Do Thái, họ tin Chúa, Chúa cứu họ. Khoảng 2 triệu người tin Chúa, Chúa cứu họ ra khỏi thứ Ai Cập. Nhưng mà vào vùng đất hứa chỉ có Caleb với Giô-sê. Cho nên quý vị rất là thận trọng. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị, để quý vị có niềm tin vững mạnh trong Chúa. Chúng ta tin, chúng ta sống theo lời của Chúa, để rồi một ngày gần đây thì Chúa cho lại thiết lập nước Chúa, chúng ta vào được nước của Chúa. Quý vị có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại, qua địa chỉ bên trên: Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm, Thờ Phượng tại 13885 Business Street, Houston, Texas 77083. Chúng tôi thờ phượng nghiên cứu Kinh Thánh từ 10 giờ sáng tới 11 giờ. Và giờ thờ phượng chính là giờ 11 giờ 05 cho tới 12 giờ rưỡi. Quý vị có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 281-846-9437 hay là 832-434-7654. Email là thật và sự sống@gmail.com. Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho quý vị.